có phát hiện ra một nhóm nhảy. Các bạn ấy tạm thời đã ngưng biểu diễn bởi vì trời mưa lác đác như thế này thì sân đường sẽ rất là ướt. Thì hiện tại các bạn đang thử sân. Miko rất là hy vọng là sân sẽ tạo điều kiện cho nhóm nhảy của các bạn này thể hiện. Anh em chúng tôi có tên là Sài Gòn Play và Vương, một Sài Gòn thực chất. Và tất cả anh em chúng tôi ở đây đều đến từ những làng nghề khác nhau và có chung một niềm đam mê duy nhất, đó chính là nhảy. Trong một khoảng thời gian ngắn mà mọi người sẽ tập lại tạo ra cái vòng tròn. Chúng tôi rất cần sự ủng hộ từ các bạn. Rất là lâu rồi. Các bạn hãy đứng lại đây, ba một lớp. Xin chào anh em chúng tôi, xin những chàng pháo tay được không ạ? Ngoài đây rất nhiều người nước ngoài. Dạ, cho nên là muốn giao lưu giữa cái đen của Việt Nam mình và nước ngoài. Đó, cho nên là còn muốn học hỏi thêm. The shadow to my light, did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. When I see you, listen to this. Mọi người vỗ tay cho điệu nhạc được không ạ? Ha! Ha! Sài Gòn flavor! Yeah! Shoot me right! I'm gonna like the way you fight. Now look at me. You know what you are? You are a smash bomb. Yeah, smash bomb. Say it all. I'm watching you, girl.
watching me. You got moving, let me see. Mọi người ơi, ủng hộ lấy một vài phố tay thật lớn được không ạ? Flavors sẽ được kết thúc ạ. Và chúc mọi người có một buổi tối thật vui vẻ. Thank you and have a good night.